Thiền sư chỉ dùm con cách ngủ trong chánh niệm thế nào cho đúng. Lúc đó con nên chánh niệm trên thân hay chánh niệm trên hơi thở? Tư thế ngủ nằm nghiêng bên phải có là bắt buộc đối với các tỳ kheo và có nằm trong giới luật không? Có thể đổi tư thế khác khi ngủ hay bắt buộc phải giữ tư thế đó? Sư chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của sư thôi. Quý vị có thể tham khảo. Nó có hai cách. Một là mình vẫn duy trì vào đề mục thiền, ví dụ như mình đang theo dõi hơi thở thì vẫn theo dõi hơi thở, nằm trên giường theo dõi hơi thở cho đến khi nào mà nó thiếp luôn thì thôi. Cái đề mục thiền nào mà mình đang áp dụng á thì mình vẫn tiếp tục áp dụng cái đề mục thiền đó, và khi nào mà cơ thể nó rã rượi, nó chịu không nổi nữa thì khi đó mình ngủ thiếp luôn. Nhưng mà nó sẽ có một cái tệ như thế này, đó là nó có thể tạo thành một cái thói quen, đó là khi nằm xuống mà tập trung vào đề mục thiền là sẽ ngủ. Đó là một cái thói quen không tốt, nó sẽ tạo một cái nghiệp không tốt ha. Và sư biết là nhiều người họ vẫn đang áp dụng cái phương pháp này, cho nên sư cảnh báo trước là nó sẽ có thể gây ra cái hậu quả như vậy. Cái phương pháp thứ hai, là có cái, đương nhiên là ngày bình thường suốt một ngày đó mình chánh niệm nha, chánh niệm trong tất cả các oai nghi, ăn uống nhai nuốt tiêu tiểu tắm rửa vân vân và vân vân, mình đều giữ chánh niệm trong cái đề mục thiền của mình hết. Nhớ nha, phải chánh niệm trong đề mục thiền của mình. Chứ nhiều người họ cứ mở miệng họ nói chánh niệm mà họ không biết cái chánh niệm là cái gì, họ không có cái đối tượng để họ chú tâm thì nó không phải gọi là chánh niệm nha. Liên tục chú tâm vào cái đề mục thiền của mình. Và khi mình đã có cái chủ ý là mình leo lên giường đi ngủ á, thì theo lời đề nghị của Đức Thế Tôn, khi mà ngài dạy cho ngài một kiền liên, đó là mình sẽ có quyết định là mình sẽ thức vào cái giờ nhất định nào đó. Ví dụ như mình sẽ thức vào lúc 3 giờ, hoặc mình sẽ thức vào lúc 4 giờ, hoặc mình chỉ nằm nghỉ trong 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ thôi. Có cái quyết định trong tâm như vậy. Sau đó nằm nghiêng về bên phải. Tại sao mà trong kinh á thì Đức Phật dạy nằm nghiêng bên phải? Bởi vì đối với cái cảm nhận cá nhân của sư á, thì nằm nghiêng bên phải đó mình ngủ nó tĩnh hơn, tức là mình ít bị hôn trầm hơn, mình ngủ tĩnh hơn nằm nghiêng bên phải. Và sư đây, tới đây là cái kinh nghiệm cá nhân của sư ha. Sư chủ động chuyển cái tâm mình để cho nó rơi vào cái tâm hữu phần. Chủ động để cho cái tâm mình nó rơi vào cái tâm hữu phần. Mà nói theo cái kiểu cái người chưa học A Tỳ Đàm á, là chủ động để cho mình đi ngủ, chủ động chìm vào giấc ngủ. Đó là sự chủ động. Cái phần này là cái kinh nghiệm cá nhân của sư, cho nên nó có hai hướng nhé. Một á, là mình vẫn tiếp tục tập trung vào cái đề mục thiền của mình cho tới khi nào mà cái giấc ngủ nó kéo đến, rồi mình hôn trầm, rồi mình đi ngủ thì nào mình không hay. Hai là mình có cái sự chủ động chìm vào giấc ngủ. Đối với những ai mà thực hành á, ai những ai thực hành, nhất là họ có cái sự chánh niệm một cách liên tục, thì sư tin là họ có thể làm cái việc này ha.
Rồi còn cái tư thế nằm nghiêng bên phải á, thì nó không bắt buộc đối với các tỳ kheo, bởi vì nó kỳ là trong tạng luật á, trong tạng luật có dẫn một cái trường hợp là vì tỳ kheo ngủ mà nằm ngửa. Rồi từ cái việc mà nằm ngửa đó, nó phát sanh lên những cái phiền phức, không đáng có. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng không có đưa ra cái quy định là cấm nằm ngửa hoặc là cấm nằm ở những cái tư thế khác mà bắt buộc phải nằm nghiêng bên phải ha. Cái đó thì luật thì không có. Tuy nhiên Đức Thế Tôn trong các cái bài kinh từ Tương Ưng cho đến Tăng Chi, Trung Bộ lẫn Trường Bộ thì Ngài vẫn luôn khuyến khích tư thế nằm nghiêng bên phải. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Thế Tôn có nói là có bốn cái tư thế ngủ, thứ nhất là tư thế ngủ của cái loài hưởng dục, của cái người hưởng dục thì họ nằm nghiêng về phía bên trái, đó là tư thế ngủ của cái người hưởng dục nha. Còn đối với các hàng ngạ quỷ á, thì nó ngủ nó sẽ nằm ngửa. Còn đối với con sư tử á, thì khi nó ngủ nó sẽ nằm nghiêng về bên phải. Nhưng mà riêng trong bài kinh này Đức Thế Tôn nói còn cách ngủ của một vị chánh đẳng giác là gì, của một vị A-la-hán là gì? Trú trong các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Bởi vì ai mà hành thiền á, thì họ sẽ thấy rằng khi mà mình hành thiền á, nó có cái tác dụng nó thay thế giấc ngủ. Ví dụ như là mình bình thường mình ngủ 8 tiếng, nhưng mà bây giờ vào trong thiền viện mình ngày ngủ chỉ còn được có 5 tiếng hoặc 6 tiếng thôi, thì chỉ cần mà mình dành cái thời gian còn lại, ví dụ như là 2 tiếng hoặc 3 tiếng mà mình hành thiền được á, thì cái việc mà mình ít ngủ á, nó cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm, hoặc thậm chí là nó không sao hết. Thành ra đối với rất là nhiều vị, khi mà vị đó hành thiền thời gian dài á, thì vị đó không có nhu cầu ngủ nhiều. Cho nên tóm lại ha, thì cái tư thế nằm bên phải là không có bắt buộc nhưng mà khuyến khích.